Rất cảm ơn tất cả quý vị đã giữ màn hình. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bản tin Việt Nam. Việt Nam và Trung Cộng đàm phán về vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Ngày 7 tháng Giêng thì Việt Nam và Trung Cộng tổ chức đàm phán trực tuyến liên quan đến nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam-Trung Cộng. Trưởng nhóm công tác phía Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Thắng, Vụ trưởng Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trưởng nhóm công tác phía Trung Cộng là ông Dương Nhân Hỏa, đại diện các vấn đề biên giới và biển Bộ Ngoại giao Trung Cộng. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hai bên đã trao đổi ý kiến về các công việc của hai nhóm công tác, nhất trí căn cứ lộ trình đã thống nhất, tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông, đạt tiến triển tích cực theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà hai nước đều là thành viên. Tòa án Việt Nam y án 4 thành viên của nhóm hiến pháp. Thưa quý vị, hôm 8 tháng Giêng, Giai cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã y án tù dài hạn đối với lại 4 thành viên thuộc nhóm hiến pháp tại một phiên tòa phúc thẩm ở tại Sài Gòn, bất chấp Hoa Kỳ lên tiếng quan ngại sau phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 7 của năm ngoái. Kết thúc phiên tòa, thì bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị y án 8 năm tù và 3 năm quản chế. Hai ông Ngô Văn Dũng và Lê Quý Lộc, mỗi người bị án 5 năm tù và 2 năm quản chế. Ông Hồ Đình Cương bị y án 4.5 năm tù và 2 năm quản chế. Bà Huỳnh Thị Kim Nga chia sẻ rằng tại phiên tòa phúc thẩm hôm 8 tháng Giêng thì có đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ dự thính và vì vậy thì các bị cáo và luật sư đã được phát biểu và không bị tòa cản trở. Luật sư Nguyễn Văn Miến là người bào chữa cho bà Hạnh và ông Lộc cho biết những người ra tòa ngày 8 tháng Giêng luôn khẳng định mình vô tội vì họ chỉ bày tỏ quan điểm là chống Trung Cộng mà thôi. Bản tin tiếp theo cho hay người đốt nhà hàng xóm làm 5 người chết bị án tử hình. Một ông ở phường Phước Long B, quận 9, Sài Gòn đã gây ra vụ cháy nhà làm 5 người trong gia đình hàng xóm bị thiệt mạng, gây chấn động dư luận cách đây 1 năm đã bị tòa tuyên án tử hình. Theo báo Lao Động ngày 7 tháng Giêng, thì tòa án ở Sài Gòn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước mức án tử hình về tội giết người và hủy hoại tài sản. Cáo trạng cho biết khoảng 20 năm trước, bà Lê Thị Huệ, 70 tuổi, mua 30m2 đất nằm liền kề phía trước nhà ông Nguyễn Danh Cầm, cha của bị cáo Nguyễn Hữu Phước. Hai gia đình đi chung một con hẻm. Gần đây thì Nguyễn Hữu Phước muốn mua lại đất của gia đình bà Huệ để đất của nhà mình được vuông vức và rộng rãi hơn. Xong, bà Huệ không bán. Rạng sáng ngày 21 tháng Giêng năm 2020 thì Phước định đốt nhà để dọa bà Huệ sợ hãi bán nhà cho mình, nhưng sự việc đã xảy ra quá tàn khốc đã khiến cho 5 người chết cháy. Ngành đường sắt cho biết đã lỗ hơn 1.300 tỷ đồng do Covid-19 và mưa lũ. Thưa quý vị, vào năm 2020 vừa qua thì ngành đường sắt Việt Nam đã bị lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, lương cán bộ, công nhân viên giảm 14% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và mưa lũ ở tại miền Trung trong những tháng cuối năm. Đó là thông tin do ông Vũ Anh Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, viết tắt là VNO, cho truyền thông nhà nước hay vào ngày 8 tháng Giêng. Ông Anh Minh cũng cho biết thêm rằng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đường sắt phải cắt giảm chạy tàu khách trên tất cả các tuyến, do đó thì người lao động thiếu việc làm. Nhiều lao động phải nghỉ luân phiên, không hưởng lương từ 5 đến 13 ngày, thậm chí thì bị hoãn hợp đồng lao động. Số lượng hành khách đi tàu có tháng chỉ đạt 30-35% so với lại năm 2019, mà theo ông Minh thì đây là mức thấp nhất trong lịch sử ngành đường sắt. Tiếp theo là phần tin đời sống. Tuyết rơi dày khiến cho Nam Hàn khan hiếm xe trượt. Do các khu nghỉ mát trượt tuyết của Nam Hàn đóng cửa trong những tuần gần đây để giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, thì các gia đình đã đến thăm công viên Olympic ở Seoul vào ngày thứ 6, ngày 8 tháng Giêng, mang theo thảm dã ngoại cho lũ trẻ để trượt tuyết. Tình trạng tuyết rơi dày cũng đã dẫn đến việc khan hiếm và giá tăng vọt của xe trượt tuyết ở nước này. Các nhà bán lẻ lớn đã hết xe dự trữ trượt tuyết bằng nhựa, với E-Mart, chuỗi siêu thị lớn nhất của đất nước thì đã bán được gần 2.200 xe trượt trong 6 ngày qua, gấp hơn 3 lần tổng doanh số năm 2020. Đối thủ Lotte Mart cho biết là doanh số bán xe trượt tuyết trong 6 ngày đầu tháng Giêng đã tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cũng hoàn toàn không còn hàng nữa. Trong khi đó thì các khu nghỉ mát trượt tuyết đã hoạt động trở lại vào đầu tuần này, song bị hoạt động hạn chế sau một loạt vụ nhiễm Covid-19 tại một khu nghỉ dưỡng ở quận Pyeongchang, nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông năm 2018. Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là nữ ca sĩ Madonna chính thức trở thành diễn viên tệ nhất mọi thời đại khi mà nhận về đến 7 giải mâm xôi vàng trong suốt sự nghiệp điện ảnh. Thưa quý vị, theo Yahoo Movie đưa tin, trong những thập niên qua thì giọng ca của ca sĩ Madonna nhận vô số lời ngợi khen, trở thành hình tượng lớn của nền âm nhạc thế giới.
Tuy nhiên thì ánh hào quang trên sân khấu ca nhạc không che giấu được thất bại của nữ ca sĩ khi mà dấn thân vào môn nghệ thuật thứ bảy. Mới đây thì Bonus Finder đã tiến hành tổng hợp dữ liệu từ các lễ trao giải mâm xôi vàng từng được tổ chức và kết quả chỉ ra là Madonna đã 7 lần giành cúp mâm xôi vàng ở hạng mục diễn xuất. Giải mâm xôi vàng được trao lần đầu tiên vào năm 1981 và đã trở thành sự kiện thường niên được tổ chức cùng với thời điểm đối với lại giải Oscar. Tình huống chéo ngoe từng xảy ra đối với lại không ít sao Hollywood khi mà chỉ trong một tuần tên họ được sướng lên cùng lúc với lại giải Oscar và mâm xôi vàng. Và thưa quý vị đã theo dõi bản tin buổi tối với Quỳnh Trang và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin chúc quý vị có buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.